Sáng ngày 3 tháng 7, tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thuộc Công an tỉnh Bình Định cho biết, các lực lượng chức năng vẫn đang bảo vệ và khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy ở đường Phan Chu Trinh, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Trước đó, khoảng 2 giờ 11 phút ngày 3 tháng 7, một vụ cháy xảy ra ở địa chỉ số 6 đường Phan Chu Trinh. Cảnh sát chữa cháy đã huy động 15 phương tiện trên 100 cán bộ chiến sĩ cùng công nhân ở các đơn vị đến hiện trường dập lửa. Do đám cháy bùng phát lúc rạng sáng, thời điểm người dân các khu phố lân cận đang ngủ say nên tính chất khá nguy hiểm. Các lực lượng đã nhanh chóng khống chế đám cháy nên không cháy lan sang các khu nhà xưởng và nhà dân lân cận. Đến khoảng 3 giờ 20 phút, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, khói lớn vẫn bao trùm bốc lên ngùn ngụt đến 6 giờ sáng. Kho hàng trên thuộc công ty cổ phần dịch vụ cảng biển Quy Nhơn thuê để chứa hàng hóa phương tiện. Theo ghi nhận, nhiều tháng qua, địa bàn tỉnh Bình Định xảy ra nắng nóng diện rộng kéo dài, với nền nhiệt ngày nắng gắt rất cao, dẫn đến nhiều nguy cơ xảy ra các vụ cháy.